Chào mừng mọi người đến với lớp học thêm chuyên cần buổi thứ 8. Hôm nay chúng ta sẽ vào giới thiệu bản thân các bạn. Nào, mời Diện. Chào các bạn, mình tên là Diện. Và mình đáng yêu chứ không đáng sợ. Con điên. Thầy là tổn thương em. Em ghét thầy. Nhãn em nào. Em á? Chào các bạn, mình tên là Nhãn. Và theo như các bạn biết, mình là con gái chứ không phải là con trai. Mà nếu là con trai, mày im mồm đi. Cần mày phát biểu à? Nào, mời Lò. Chào các bạn, mình tên là Lò. Theo như các bạn biết thì mình có khá nhiều người yêu cũ. Và người yêu cũ đầu tiên tên là Lan. Đến Phanh nào. Thế bao giờ em định em cắt tóc đấy? Thế thầy định bao giờ lấy vợ? Wow.